chào các bạn, hôm nay các bạn thế nào? Hôm nay mình rất vui, lúc nãy mình vừa mới đi siêu thị về. Ở siêu thị thì mình thấy một cái túi rau như thế này và mình đã phải xin mẹ mua ngay, tại vì lâu rồi mình chưa được ăn món mà có cái rau này. Mình đố các bạn biết đây là rau gì thì mình gợi ý nhé. Rau này rất là tốt cho máu và chúng ta có thể dùng để hầm gà hoặc là rán với cả trứng. Chắc là mình nói đến đây các bạn cũng đã biết được rau này là rau gì rồi đúng không? Đây chính là rau ngải cứu đấy. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm rau ngải cứu nhé. Để mình bóc ra cho các bạn xem gần hơn nhé. Bạn nhìn rau ngải cứu này, mùi của rau này thấy rất là thơm. Ăn chúng ta sẽ có vị hơi đắng một tí xíu thôi, nhưng mà mình thấy quả rau này vẫn rất là ngon. Giờ mình sẽ đi rửa nhá. Mình vừa mới rửa rau và nhặt hết các lá già, các bạn nhìn ngon thế này. Bây giờ thì mình sẽ cắt rau nhá. Các bạn nhớ quay rau nhá, hoặc là vẩy rau cũng được. Khi rau hết nước thì chúng ta trứng sẽ không tan. Mình đã cắt rau xong rồi đây, bây giờ mình sẽ đập trứng vào nhá. Những quả trứng này thì các bạn cũng có thể dập nhuyễn ra và cho vào để bón cây, nó cũng rất là tốt các bạn. Bây giờ mình sẽ cho thêm một chút gia vị để trứng có thể mặn hơn nhé. Bây giờ là đến công đoạn đánh trứng, các bạn đánh thật đều cho tới khi trứng và rau hòa quyện với nhau. Mình lại thấy đánh trứng như này cũng khá là khó, và sau một hồi mình đánh trứng thì bây giờ trứng nó cũng đã lên màu trắng như này rồi đấy các bạn. Trứng lên màu trắng như này là mình thấy là cũng đã được rồi đấy. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi rán thôi nào. Mình sẽ cần nhiều dầu một chút. Các bạn nhớ vừa đánh trứng và vừa đổ vào chảo nhé. Mình sẽ dàn đều ra, không là trứng nó sẽ bị cục cục. Chúng ta sẽ để lửa vừa, không là trứng sẽ bị cháy hết lạch đấy. Mình sẽ vung vào. Khi nào các bạn thấy tiếng lép bép như này thì chúng ta sẽ lật trứng nhé. Mình thấy cái này cũng khó luôn. Thơm quá các bạn ạ. Chúng ta sẽ để thêm cho nó vào đều hai mặt và sẽ tắt đi. Các bạn ơi, nhìn này, thế là cái này là đã được rồi đấy. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và vứt ra đĩa đây. Mình sẽ cho trứng vào đĩa. Thấy món này làm nó đơn giản không? Nhưng mà đây chưa phải là phần quan trọng nhất đâu. Phần quan trọng nhất chính là phần pha nước chấm đấy. Đây mình có một quả chanh, mình sẽ cho một thìa muối vào, cho một thìa đường và mình sẽ cho tương ớt vào. Tương ớt thì tùy theo độ ăn chay cay của các bạn nhé. Mình cũng không ăn cay được nhiều nên là mình sẽ chỉ cho từng này tương ớt thôi. Bây giờ thì mình sẽ khuấy cái này lên. Mình chắc chắn rằng cái này với cả là trứng ngải cứu sẽ rất là ngon đấy các bạn ạ. Các bạn sẽ khuấy đều cho đến khi tương ớt tan nhé. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng mình ăn nhé. Mình từ nãy giờ mình không kiềm chế được cái thèm món này được nữa rồi. Bây giờ thì mình sẽ sắn một miếng miếng nhỏ và sau đó chấm vào tương ớt chẳng hạn. Ngon cực kỳ các bạn ạ. Trứng thì mình thấy là nó rất là mềm này. Xong rồi là rau ngải cứu thì nó hơi đắng đắng một chút. Nước sốt thì mình thấy là nó hơi cay cay nhẹ và chua chua ngọt ngọt, mặn mặn. Mình thấy rất là ngon các bạn ạ.
rất là tuyệt vời luôn. Món này mình thấy nấu rất là nhanh, hợp với những cái hôm nào mà chúng ta cần phải ăn đầy đủ chất này nhưng mà vẫn cần phải nhanh thì các bạn làm món này rất là hợp đấy các bạn ạ. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn. Bye bye.